Em chào thưa các bác nhé. Nay thì em lại xử lý một con hàng gấu Latiola. Con này thì con này đời nó là gì đây? RX5150. Con này thì hình thức thì hơi kém này. Con này của anh hình thức thì hơi kém nhưng mà tiếng thì rất là ok. Thì con này là em vừa test sơ rồi. FM nói AM tịt, băng chạy tốc độ nhanh, và con này anh cũng đã đưa thợ, anh bảo là thợ gần nhà xử lý rồi, nó kêu là phần băng thì đang hỏng mất cái con gì điều tốc, đại loại là như thế. Và em cũng đoán rằng là con này là hiện tại người ta đã chỉnh lại về cái mức hết mức tốc độ nhưng mà vẫn chạy nhanh. Đây em cho các bác xem nó chạy nhanh. Này như tình trạng này là băng đang một phần tốc độ đang không hãm được. Dài ô Phú Yên và Ninh Thuận để có kết nối sản phẩm kéo dài thêm cái ngày nghỉ dưỡng có. À, em này. Vặn hết cỡ luôn cũng im re, không có một động tĩnh gì các bác nhé. Vặn hết cỡ cũng không có động tĩnh gì. Rồi. Anh sẽ tháo con này ra để xử lý cho anh khách. À, con này em đã tháo rồi. Con này chắc anh ấy cũng vệ sinh sạch sẽ rồi này. Con này chắc anh vệ sinh sạch sẽ rồi. Đây, nội thất này. Em kiểm tra phần tốc độ trước, xong rồi sẽ kiểm tra phần AM. Con này của mình đang bị thiếu hai nốc phần cơ trên này, hai nốc trên này thiếu này. Họ bắt có hai con dưới thôi, còn hai con trên bỏ. Nào ấy chỗ nào thiếu ốc em sẽ lắp cho mình đủ ốc nhé. Con này thì thứ nhất là em nhìn sơ qua này, các anh thấy là cái lắp này là bị hàn lên như này này. Con này là đã cậy cái lắp này ra rồi. Và vấn đề tiếp nữa là em chọc cái tô vít vào để chỉnh nhé, chả thấy cái lỗ nó ở đâu và nó dơ. Thì khả năng là cái bác kia bác cái chọc một cái tô vít vào nó tuét mất rồi các bạn, khả năng cao nó tuét mất cái phần chỉnh tốc độ rồi. Cái này thì em sẽ cậy cái lắp này ra để em xem, kiểm tra xem thì em sửa con motor này. Đấy, em đoán chuẩn luôn này. Bác ấy có chọc ra các bác làm này. Bác nhìn thấy cái chân chân biến trở bên trong kìa. Nó tròn vo thành một cái lỗ rồi thì làm sao mà chỉnh được nữa. Do bác ấy đã chọc vào nó hỏng mất nhé. Nó hỏng mất cái đấy. Em sẽ kiếm cái motor khác để em lấy cái con biến trở đó, biến trở em thay sang. Và đang đi đoạn này có điểm hàn nối với nhau này. Các bạn ba đang chập với nhau này. Em dã cái mạch này ra để em làm cái mạch motor này. Con này thì khả năng là phải thay mạch khác. Đâu nhỉ, mạch cũ của mình đâu. Đây. Không phải, mạch cũ của con này đâu cơ. Rồi, vứt đây. Thay, em phải tháo ra để thay mạch khác các bạn. Mạch cũ con này không được. Mạch con này nó lỗi, nó bị chết mất đấy rồi. Mạch của cũ nó bị chết mất con IC điều tốc rồi. Đây, mạch cũ nó này chết mất con điều tốc này, ba chân này này. Em vừa thay con biến trở này vào đây rồi nhưng mà nó chết con này rồi. Chết con này họ câu tắt rồi. Để em đóng thử cái mạch khác xem nào. Vẫn giữ cái của nó, đóng mạch khác nhé. Riêng con này của mình phải thay dây cu loa nhé. Dây cu loa này nó không có độ co giãn này.
dây cu loa to này là căng, dây cu loa nhỏ này, dây cu loa nhỏ này cũng quá căng nhé, vòng quá căng, nó đã nhỏ thì nó lại dày. Dây cu loa này thì đâu xem nào, dây cu loa này cũng căng lốt nhé, đây này, vòng này, vòng dây cu loa chưa kéo ra nó bằng cái miệng cái trục này rồi, không được. Nắp ba dây cu loa này đều quá căng, tình trạng quá căng như này thì nó ghì motor nhé, ghì motor đến khi mà chạy nó sinh nhiệt, nó nóng thì nó nóng quá nó sẽ bị chết mất cái con đây này, nóng quá chết con này nhé, sinh nhiệt nó nóng là nó chết con này. Thật ra là đôi khi ấy, nguyên nhân chết motor ấy, nó cũng dẫn đến cái vấn đề là thay dây cu loa quá là căng, nó ghì motor lại nhé và nó chết. Riêng con này phải thay đây lại ba dây cu loa luôn. Con này của mình sau khi thay lại phần mạch này, phần mạch thì tất nhiên phần mạch thì nó không giống nhau, nên là em phải xử lý qua nhé, phải bóc con motor ra lấy cái mạch của nó, motor đang chạy luôn đấy, lấy cái mạch ra để lắp sang con motor đó và thay ba dây cu loa này đều căng hết, ba dây này đều rất là căng, thay ba dây cu loa, con này đã ok rồi. Con này thì cái đèn ba đèn hiển thị trên này là đèn chọn bài đấy, các bác thu qua một bài hay thu qua hai bài, thu qua ba bài thì nó sẽ hiển thị đây là cái đèn đây, còn con này của mình đang bị mất đèn báo, đèn nháy theo nhạc, cái giải đèn này của mình đang mất hết, không có tín nào. Cứ kiểm tra xem nào, nếu nó chết IC thì không có IC thay chứ. Ý mà sẽ kiểm tra xử lý cái phần đèn. Còn trước mắt thì phần băng ok đây nè. Hẹn hò nhau vui duyên khắp gái trời. Tiếng hò chơi vơi thì chẳng ngả lá lơi. Con này chức năng chọn bài vẫn hoạt động ok. Rồi, đã xong phần băng, tạm thời phần băng. Giờ em xử lý phần radio. Kiểm tra phần AM xem là tại sao nó lại tịt ngòm luôn. Rồi em sẽ kiểm tra phần đèn này cho mình. Cái con này của mình đang bị bẻ mất con gì đây này. Có thấy không? Cái phần nhựa này cũng bị bẻ mất này. Trơ mất một chân ra kia kìa. Để đây tháo phần, để đấy cái tháo cái ấy đằng sau để xem nó bị mất con gì. Như kiểu nó mất thạch anh em á. Thợ người ta bị bẻ mất cái con này đi rồi. Để em kiểm tra cái mạch này xem. Các bạn này. Bẻ mất xong lại câu con này vào đây này, câu thêm con này vào này. Để lấy em dã cái này ra vệ sinh lại cái đoạn mạch này xem nào. Nó như thế nào đây này. Đây là thợ họ cũng đụng vào phần AM đây này. Phần AM này mà đúng của nó thì mình phải kiểm tra từng phần, kiểm tra IC xem là IC cái phần AM nó còn sống hay chết, xong mình mới làm cái khác. Thợ cũng tháo ra để nguyên bụi đây này. Để đấy thì xử lý lại xem nó có được hay không đây. Em đã tháo cái cần ra này. Bác cho thì lắm nhớt này. Ướt. Cho nhớt nhiều này, nhớt này. Thấy không? Ướt chảy luôn mà đen xì này làm sao mà được. Này cần này giờ phải giã ra vệ sinh nhé. Nó là cần chuyển mạch AM FM đấy. Được và phó cả chất nhận được. Cái ca radio này đau đầu phết các bạn ạ. AM thì được thì lại hiện tượng là mất FM. Mà mất FM thì đang đo ở trên cái tín hiệu, cái vị trí trên cấp da của FM á, là trên cái cần này này. Cần thì đã vệ sinh rồi nhé. Vệ sinh rồi thì bắt đầu này. Nó bây giờ đo đang mất FM ở vị trí, tức là cái tín hiệu cấp da của
của phần FM nó ra đến 5V DC này. 5V DC AM thì lên, nhưng FM rồi lại đang mất. Đó, con này giờ đang phải rồi lại mạch kiểm tra lại xem nào. Đang nghi con này đang bị lỗi IC. Sau khi xử lý cái con đài, cái phần radio của cái con đài Latiola này thì em lưu ý các bác một chút như này này. Nè, các bác không lên tự ý tra dầu, tra nhớt vào trong các cần gạt này nhé. Nhất là cần gạt như cần gạt này này, cần gạt này này. Cái đoạn video ngắn lúc đoạn trước là em riêng cần gạt này em phải tháo ra hai lần. Bởi vì sao lại phải tháo ra hai lần là gì? Là cần gạt này tối qua ấy, em đã tháo ra rồi. Tối qua em làm thì em đã tháo ra, em xử lý lại cần gạt này rồi. Nhưng mà nó quá nhiều dầu, cái nhiều nhớt ấy. Qua lau không hết được, nó chui ở dưới chân ấy. Thì nó dẫn đến tình trạng là gì? Bởi vì sao lại chia sẻ các bác là riêng về cái cần gạt này được 3 lớp. Thì lớp đầu tiên của nó tiếp chân đầu tiên là chân này. Đây. Đầu tiên là chân này. Đó là tín hiệu cấp ra phần công suất. Chân tiếp theo. Chân tiếp theo, hai chân giữa này là FM và chân ngoài cùng này. Hai chân giữa này là chân FM và ngoài cùng là AM. Đấy. Tiếp đến đây là điện vào 6V. Tiếp đây nữa là của FM và tiếp trên này nữa là của AM. Và tiếp tục phần này là phần mic. Phần mic của chân bên này. Còn hai chân bên này thì em chưa kiểm tra. Hai chân bên này thì hai chân bên này là chân tiếp tục là hai chân đóng điện của phần IC Stereo. Thì tại sao mà ông lấy ạ? Tại sao mà em nói các bác là khi em đã kiểm tra xử lý cái phần này là phần AM này, là các bác thợ trước bác ấy đã làm hỏng mất con tụ xoay và bác ấy cậy mất cái con thạch anh. Thì ở đây em đã phải thay tụ xoay và xử lý lại con thạch anh, và cái chân của nó lại không giống nhau, chân của nó lại khác nhau, nên là bắt buộc con thạch anh này nằm ở đằng phía sau, nằm phía sau này. Thì em xử lý được radio phần AM thì em mất đo ở đây có điện dò, và em đã phải chuyển lên tận trên này. Em tháo một cái nắp chụp ở trên này ra, phần FM này ra để em kiểm tra, phải đo điện trên này thì nó vẫn bị dò điện. Thì chốt lại cùng là nó lại là công tắc này. Công tắc này thật ra này, hai cái điểm này tiếp xúc với cái cực với cả cái điện bên này và cái phần tín hiệu bên này thì nó lại không chạm đâu, nhưng nó có dầu các bạn. Các bác xịt RB7 thì nó không dẫn điện, nhưng riêng các bác tra nhớt vào đây này, nó dẫn điện. Nó dẫn đến là dẫn điện sang bên này, nhưng rất may là con này là không bị xông ngược, chết phần IC nhé. Chết con IC này là kiếm con IC này hơi là mệt. Đấy, em bật thử cho bác nghe này. Anh em là xôi này đã có sóng rồi. Anh em xôi đã có sóng rồi nhé. Em dò luôn. Cứ khi nào cần thì tìm mấy viên vegan qua. Đấy, con Zayu con này đã ok rồi. Nhưng em nói các bác ở đây này, một cái bệnh thực tế mà nói ra là nó một cái bệnh nó không phức tạp nhưng dẫn đến là chập. Dẫn đến chập xông điện ra đây nó có thể nhá, nếu trường hợp nặng ấy, có thể nó xông ngược chết con IC Zayu AMFM, chết tiếp con IC nữa là con IC Sitea Zayu. Mấy vấn đề ở đây ấy, là nó không sẵn để thay, nó không có sẵn thay thì sẽ rất là khổ.
Rồi bây giờ con này thì phần AM/FM đã ok rồi, thì em sẽ kiểm tra phần đèn tín hiệu con này cho anh nữa. Hiện tại giờ đang mất đèn, kiểm tra xem nếu nó chết IC thì không có IC thay là về cái đèn, cái đèn nháy nhạc này là đành là phải thôi. Để em kiểm tra, em đo, em vệ sinh qua cho anh cái mạch này luôn bẩn. Con này của mình đã ok rồi nhá. Thì con này em làm những vấn đề như sau này. Nhất là làm băng, thì phần băng thì thay cái cụm motor, thay cái nguyên cái cụm bộ điều tốc của motor này thì giã một cái motor ra. Giã một cái motor ra thì coi như là cũng như là thay một cái motor rồi đó. Con này thay motor, thay hết ba dây cu loa, tra lại dầu mỡ một số để cho nó trơn tru. Và làm phần AM thì con này làm AM và cũng phải giã cái mạch này ra, không nếu mà như chạy một thời gian mà cho nhiều dầu mỡ này nó bị xông điện của cần gạt AM/FM này là FM nó xông vào là cũng đứt lốt luôn đấy. Và con này là cái dàn đèn này của anh đã ok rồi, đã xử lý, đã chạy rồi nhá. Con này của mình thì cái chế độ chọn bài vẫn hoạt động. Lúm này thì của mình là trước họ tháo ra là họ đánh mẻ chân, em đã xử lý cho anh rồi. Cái nút nhấn này này đã xử lý cho anh vấn đề đó rồi. Phần băng này đèn lên này, chế độ chọn bài này, tua này, tua ok, rất là nhạy nhá. Phần dài ô AM nữa, đây đang là AM này. Pháp luật đã đề ra mức xử phạt nghiêm khắc cho việc buôn bán tàng trữ trái phép pháo nổ, nhưng do lợi nhuận cao nên nhiều đối tượng vẫn bất chấp để thực hiện hành vi phạm tội, thậm chí để qua mắt lực lượng cá nhân khác yêu cầu trợ giúp pháp lý. Được thông tin về quyền được trợ giúp pháp lý, trình tự FM này. Công khai trên các hội nhóm trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram. Trong một nhận diện tội phạm của truyền hình an ninh ngày 11 tháng 12, một đối tượng chọn bài thích săn lùng như phục kiến độc lá. Hôm Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết ngày hôm nay, đó là phòng cảnh sát giao thông đã tạm đình chỉ công tác đối với cảnh sát giao thông lái xe đặc chủng đạp người đi xe máy ngã xuống đường. Và đâu được xác định cán bộ cảnh sát. Xẻo Quýt thì nằm cách thành phố Cao Lãnh khoảng 3. Hãy yêu nhau cho cùng thì lúc đã say được. À, thôi để tôi gọi anh ấy nhá. Anh Nghĩa ơi, anh Nghĩa có nhà không đấy? Ai như tiếng chị Tâm phải không? Chào chị Tâm. Chào anh Nghĩa. Chào anh. Tôi đây. Chào anh. Đây đây, anh Nghĩa ơi. Đây là cậu Hùng, bạn em. Cậu ấy rất thích nghề vườn anh ạ. Thế thì tốt quá. Dạ, cơ ngơi của anh chị đẹp quá, mê quá. Này, anh nghĩ bàn đồng. Sương lạnh cắn nóc nhà, thắm đèn hàng cây đứng chờ vườn. À em, thưa bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, những dấu hiệu nào cho chúng ta biết rằng mình đã bị mắc trĩ ạ? Mình chỉ là tình trạng là suy giãn một hoặc nhiều tích, cũng như không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Mỗi người hãy nâng cao nhận thức, ý thức về việc sử dụng pháo hoa, pháo nổ. Các gia đình cũng cần tăng cường quản lý giáo dục con em, nhất là các cháu trong độ tuổi thanh thiếu niên. Chấp bố lỡ mưa trong lòng, em có vui đâu. Thôi em theo chồng vui trốn đi kỷ niệm. Rồi, ok, con máy của anh đã xong.